Rồi, mình chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đến với video của Xuân Trang, chuyên cung cấp hàng bãi đến từ Nhật, Mỹ, Đức và một số quốc gia khác. Thì hôm nay em lên một video tiếp theo thì để với giới thiệu với anh em gồm có là 25-26 món hàng ha, bao gồm dụng cụ, đồ nghề ha, phục vụ anh em cơ khí, kỹ thuật ha, điện nặng, điện nhẹ ha, bao gồm là kèm điện này, mỏ led, cờ lê ha, xịt hơi, tua vít. Có các dụng cụ bonsai luôn ha, tùng đồ nghề. Thì để không mất nhiều thời gian nữa thì em đi tiến hành luôn từng chi tiết giới thiệu anh em từng chi tiết từng món hàng, cũng như là báo giá anh em luôn. Anh em được thì đúng với nhu cầu sử dụng của mình thì ủng hộ em luôn ha. Rồi, ok ha. Rồi, ok. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu món đầu tiên. Nhưng mà trước khi muốn giới thiệu món đầu tiên thì em xin nhắc lại về vấn đề mà ship gửi nhận hàng của bên em. Thì bên em có nhiều chính sách. Thì trong đó thì nó có như thế này. Anh em nếu mà những món hàng nhỏ anh em chuyển khoản trước cho em cộng thêm 10.000 thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình luôn. Hoặc là anh em mua hai món nhỏ thì em cũng vẫn hỗ trợ luôn tiền ship, không cần phải thêm 10.000, 20.000 nữa cả. Hoặc là bên em vẫn có cái chính sách là ship gửi nhận hàng thanh toán là ship code COD á. Thì anh em nhận hàng thì thanh toán tiền hàng với lại tiền phí vận chuyển cho nhà vận chuyển nữa là được ha. Bên em thì các hình thức vận chuyển á, gửi hàng á đều là áp dụng vận chuyển nhanh hết. Anh em đặt hàng là sẽ nhận hàng trong thời gian nhanh nhất ha. Ok, bây giờ em bắt đầu cái món đầu tiên luôn ha. Là món số 1 là em giới thiệu một cái xịt hơi Kinky ha, sản phẩm của Nhật. Rồi, một cái xịt hơi Kinky ha. Này là hàng này của Nhật ha anh em. Cái này là còn khá là mới nè. Thì có một số điểm nó bị bong chóc rỉ sét một tí xíu thôi. Nhưng mà về kết cấu thì vẫn đảm bảo được ha, không có vấn đề gì hết ha, không bị nứt gãy ha. Rất là trơn tru ha anh em. Cái này thì em đã test rồi với cái bình hơi rồi, không bị xì hơi nha, xịt rất là chuẩn ha anh em. Đầu này rồi có móc treo luôn ha. Rồi này em sẽ đo kích thước cho mình ha, để cho anh em dễ nhìn hơn ha. Bây giờ em sẽ đo hai phần ha. Một phần đầu xịt hơi ha. Đầu xịt hơi là chiều dài của cành này thì tầm khoảng 18-19 cm, còn chiều dài phần cán tay cầm á là tầm khoảng 10 cm, chưa bao gồm luôn cái phần nối ống nha anh em. Rồi, ok thì chi tiết của cái phần mà chi tiết của cái phần ống này á, để em lấy cái thước kẹp cái. Rồi về cái phần đầu ống ra này á thì nó phi ngoài ha là tầm khoảng 6 ly nha anh em, mà phần lỗ thì nó hơi bé quá. Em không đo, này là phải xịt hơi mà. Rồi cái phần ống vào ấy, ống vào em vào phần vị trí đây nè, phần lớn nhất ha. Rồi ống vào là 13 ly ha anh em. Đấy, đó là cái kích thước cái phần ống vào là 13 ly ha. Rồi cái này em đang đem với giá là 300.000 ha. Đây là Made in Japan nha anh em, hàng của thương hiệu Kinky ha. Còn rất là mới luôn. Rồi ok ha, bây giờ em sẽ qua món tiếp theo nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em đây. Thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo, qua Facebook, anh em dễ nhìn hơn ha. Ok thì anh em ủng hộ hàng em luôn ha. Rồi ok, tiếp theo thì em qua món số 2. Món số 2 là một cái mỏ led Roto. Một mỏ led Roto 8 inch, mỏ led của Mỹ nha anh em. Đây. Một cái mỏ led Roto của Mỹ ha. Này của Mỹ nha anh em. Rồi cái này là kích thước là 8 inch thì có độ dài cm thì tầm khoảng là 20 cm ha anh em. Rồi cái này thì miệng mở thì miệng mở mở tối đa thì là tầm khoảng 24 ly ha anh em. Rồi cái này em đang để với giá là 250.000 ha. Rồi dài 8 inch là 20 cm ha. Đây là của hàng của USA nha, của Mỹ nha nè.
ha, 250.000 ha. À, 8 inch. À, thì cái này này, cái này thì có một số vị trí nó bị bong chóc reset rồi. À, nhưng mà nó về kết cấu á, về hình thức á, là vẫn còn nguyên vẹn, không bị nứt gãy ha, không hàn, không chắp, không phá. Anh em về dùng thoải mái vô tư, hoặc là về đánh bóng lại là dùng chất lượng hay không có vấn đề gì hết nha. Về miệng này vẫn còn nguyên ha. À, không bị mớp méo gì hết đó nha anh em. Đấy. À, thì nó chỉ có một số điểm là nó bị bong cái xi thôi ha. Nhưng về thiết kế là vẫn còn nguyên vẹn ha. Ok, cái này là mã số 2 nha anh em. À, em định đang với giá là 250.000. Rồi ok, tiếp theo qua mã số 3 luôn ha. Rồi, mã số 3 em giới thiệu một cái một cặp mallet. À, một cặp mallet của Reason ha. Này là cũng của Mỹ luôn ha. Dưới đây ha là hai cây, à, một cây 8 inch và một cây là 10 inch. À, bây giờ em quay trước cho anh xem là một cây trước cây 8 inch ha. Này, cây này còn khá là mới luôn nè. À, nước xi là vẫn còn nguyên vẹn ha, không có bị bong chóc gì luôn ha, không đặc biệt là không mớp méo, không gãy ha, không sứt mẻ gì hết ha. Rồi ok, à, cái này thì 8 inch thì đổi qua cm thì nó cũng tầm khoảng là 20 cm á. Ha, cũng tầm khoảng 20 cm. Rồi, miệng mở thì không, về miệng mở thì cũng tầm khoảng là 26 ly ha anh em. Rồi, cái này là về nước xi là vẫn còn đẹp ha, không có bị bong chóc quá nhiều ha anh em, mắc in dưới đây ha. Về mặt này đâu vẫn còn sáng bóng ha anh em. Đấy, cả hai bên thì cái con này nó hơi bị reset thôi, chứ trong quá trình và vận chuyển thì nó va chạm hay sao đấy. À, nhưng mà về đây, về các cái khóa lăng này nó vẫn trơn tru này ha, hoạt động ngon lành, miệng là khép rất là sát luôn nè ha, hàng rất là chuẩn. Đây là cây 8 inch ha. Còn cây 10 inch, cây 10 inch thì nó cũng về hình thức là nó vẫn còn nguyên vẹn ha, không bị nứt gãy hay gì hết ha, không hàng, không chấp, không phá ha. Rồi, nhưng mà có một số điểm thì cũng bị reset, thì hàng này là hàng cũ mà hàng qua sử dụng rồi mà ha. Rồi có một số điểm bị reset thôi, chứ lại là do để trên bàn hoặc là di chuyển hay sao đấy, thì cạnh này nó hơi bị rỉ tí xíu thôi ha. Về miệng thì nó vẫn còn khép sát bình thường nha. Găng cỏ gặt cứng cáp luôn, không bị lung lay luôn ha. Rồi cái này thì miệng mở thì tầm khoảng là 31 ly ha anh em. 31 ly ha. Chiều dài thì của này của 10 inch thì chiều dài tính ra cm thì tầm khoảng 26 cm ha. 26 cm đúng không? Thiết kế là vẫn còn đảm bảo nguyên vẹn ha, thì nó có một số điểm như thế này, nó có điểm nó hơi bị lỗ một xíu thôi, nhưng không có vấn đề gì cả ha anh em. Đấy thì em sẽ quay cận cảnh cho anh em xem chi tiết của nó cho nó anh em mình xem dễ nhận xét hơn ha. Rồi về các con lăn này ha, đẩy trượt rồi là còn em trơn tru không có vấn đề gì cả. Thì anh em mà có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại, em sẽ gửi thông tin chi tiết qua Zalo hoặc qua Facebook thì đó, anh em xem dễ hơn ha. Rồi ok, cái này em đang để với giá là 550.000 là một cặp này ha, là bao gồm hai cây 8 inch và 10 inch. Đây là hàng của Reason ha, là hàng của Mỹ nha anh em. Như bắt em dưới đây ha. Rồi ok, đây là mã số 3. Okay, bây giờ em ship tiếp theo là em sẽ qua mã số 4 luôn ha. Rồi thì em cũng xin nhắc lại về vấn đề mà ship gửi nhận hàng á, thì bên em có chính sách như thế này. Anh em mà mua hàng mà những món nhỏ thì chuyển khoản trước cho em mà cộng thêm 10.000 nữa thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình luôn. Hoặc là hai món nhỏ thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình luôn mà không cần phải thêm 10.000 hay 20.000 nữa cả. Đấy, hoặc là em vẫn có chính sách là ship code, nhận hàng và thanh toán á, ship COD á. Thì khi mà anh em đặt hàng thì cả nhà vận chuyển sẽ chuyển hàng tới chỗ cho mình, tới địa chỉ nhà mình luôn. Rồi anh em nào có chỉ cần thanh toán tiền hàng, cộng thêm tiền phí vận chuyển nữa là được ha. Rồi ok, tiếp theo em qua mã số 4, là một cái cặp xéo. Đây là hàng của Nhật ha anh em. Một cái kẹp xéo hàng của Nhật. Đây em sẽ quay chi tiết ha. Đây là thép này còn rất là mới nguyên, nước thép vẫn còn nguyên ha, không có vấn đề gì hết nha anh em. Thì chiều dài của cái này tầm khoảng là 20 cm ha, cũng tầm khoảng 20 cm ha. Về miệng xéo á, miệng á thì em đo cái phần mà có thể cắt được ha,
Đây là tầm khoảng khoảng 20 ha. 20 lên nha anh em. Đấy. À, cái phần cắt này là có giá khoảng tầm khoảng 20 ly ha anh em. Rồi ok, cái này em đang đi với giá là 700.000 ha, mã số 4 ha, một cái cặp xéo của Nhật ha. Rồi, cái này là anh em mà có nhu cầu sử dụng á, cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em đi. Rồi em sẽ gửi thông tin chi tiết qua Zalo hoặc qua Facebook cho mình. Xin xét được. Nếu mà đúng cái nhu cầu của mình á thì ủng hộ em luôn ha. Thì nếu mà có trong trường hợp anh em gọi á, có thể là trong đó, trong khi mà đó em đang nhận một cuộc gọi khác á, có thể là nó báo là máy bận thì hoặc là không liên lạc được gì đó, thì anh em cố gắng gọi lại thêm một cuộc nữa nha, không có vấn đề gì hết ha. Tiếp theo thì em qua mã số 5. Mã số 5 là một cái kéo bấm cành cũng của Nhật. Một cái kéo bấm cành cũng của Nhật, dáng này là dáng lưng gù nha anh em. Dáng lưng gù dài 20 cm. Dài 20 cm ha. Rồi cái này là cái này thì về hình thức hình thể thì nó có một số điểm nó bị bong chóc và rỉ sét thôi, nhưng mà không vấn đề gì cả. Nhưng mà thường thì em thấy là những cái thép mà dễ bị rỉ sét hay dễ bị rỉ sét là nó rất là bén, anh em mài là nó bén cực bén luôn. Rồi cái này là chốt, là chốt thép, chốt thép luôn ha anh em. Rồi lò xo còn rất là nảy luôn ha, rất là cứng cáp này, chắc tay đầm tay ha. Với thiết kế mà lưng gù á thì rất là đầm tay ha, anh em cầm rất là mỏi thoải mái luôn ha, cắt rất là lực ha. Cái này em đang để với giá là 500.000 ha, mã số 5, một kìm bấm cành của Nhật. Anh em mà có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại có trên tiêu đề á, rồi em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo hoặc là qua Facebook đó, anh em xem hình ảnh rõ nét hơn nha, chi tiết cận cảnh hơn nha, cho nó dễ ha. Rồi ok, đây là sơ lược về hình thể của nó, hình đồ của nó luôn. Rồi ha. Rồi, cái này em đang đề với giá 500.000 nha anh em, mã số 5. Rồi, ok, tiếp theo em qua mã số 6 luôn. Rồi mã số 6 em giới thiệu một cái kìm, một cái kéo bướm của Đức. Một cái kéo bướm đúc nha của Nhật nha. Xin lỗi anh em, đây là một cái kéo bướm đúc của Nhật, đúc là cái phần cán này nó rực liền luôn ha. Rồi cái này thì chiều dài của cái kéo này thì tầm khoảng là 20 cm, bao gồm cán và lưỡi luôn, 20 cm ha. Rồi cái đi này kéo còn rất là sắc bén nè ha. Cái này em đang để với giá là 250.000 thì thì cái này có nó hình thể thì đôi khi nó không để cho năm, cho nên thôi là em hỗ trợ tiền ship cho mình luôn ha. 250.000 thì em hỗ trợ tiền ship cho mình luôn, free ship cho mình luôn ha. Rồi cái này là mã số 6 nha anh em, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại đi, em sẽ gửi video hoặc là hình ảnh chi tiết cận cảnh của nó anh em quan sát hơn, thì có luôn cái video mà cắt thử giấy luôn cho anh em. Anh em mà thấy ok thì ủng hộ em luôn ha. Rồi cái này mã số 6 ha, một cái kéo bướm đúc của Nhật, giá là 250.000, hay là em miễn phí ship cho mình luôn. Rồi ok, tiếp theo thêm qua mã số 7 luôn ha. Rồi mã số 7 em giới thiệu một cái món bonsai, tiếp theo là một cái nhíp. Một cái nhíp này nó có hai phần, một phần nhíp và một phần xới đất luôn ha. Chiều dài là tầm khoảng 21 cm. Này là cái nhíp và bonsai của Nhật nha anh em. Nè. Đây, đây là chữ Nhật thôi, em cũng không biết tiếng Nhật nữa. Rồi, cái này thì nó có hai phần, một phần nhíp này, rồi còn một phần này là phần xới đất luôn. Rồi. Cái này anh em xem qua video sơ trước rồi. Có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em ha. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo hoặc qua Facebook, anh em quan sát hơn, kỹ rõ hơn ha. Nếu mà đúng nhu cầu của mình thì ủng hộ em luôn ha. Cái này em đang đưa với giá là 150.000, mã số 7 nha anh em. Mã số 7, một cái nhíp bonsai nha. Rồi ok, tiếp theo qua mã số 8 luôn. Rồi mã số 8 em giới thiệu một bộ mũi vít của Vessel. Bộ mũi vít Vessel bao gồm 6 mũi, 2 mũi dài và 4 mũi ngắn. Trong 2 mũi dài này sẽ có là trong hai mũi dài này sẽ có một đầu BH2 nè, một đầu vít BH2 và một đầu vít BH
BH3 nha nè. Ha, hàng Vixel nha. Hàng Vixel nha nè. Đấy. Rồi. Cái này thì theo em hiểu biết thì nó là BH2 và BH3 ha. Rồi, nó có các phần nữa và các đầu nhỏ hơn là BH2, BH3. Còn cái này to hơn em nghĩ là chắc BH4 hả? Anh em là có biết nhiều thông tin về cái này thì này gợi ý cho em biết thêm ha. Ha, rồi có một đầu vít dẹp ha anh em. Rồi anh em xem nè ha, qua video ha. Rồi anh em mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em đi, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết của nó đi ha, qua Zalo, qua Facebook anh em quan sát dễ hơn ha. Rồi đúng nhu cầu thì ủng hộ em luôn ha anh em. Rồi cái này em đang được với giá là 200.000 ha, bộ vít mũi vít sale, một mũi vít vết sale của Nhật ha, là mã số 8. Rồi cái này á, em quên nói là bây giờ cái này là cái đầu lục giác, là lục giác 8 ly ha, lục giác 8 ly nha anh em, chứ không phải là lục giác 6.25 ly ha, lục giác 8 ly nha anh em. Rồi chiều dài thì cái dài nhất á, giờ cây dài là tầm khoảng 80 ha, tầm khoảng 80 ha, là 8 cm ha anh em. Rồi cây ngắn, bốn cây ngắn thì nó có chiều dài là tầm khoảng là 35 ha anh em ha. Sơ bộ như vậy đi ha. Rồi ok, cái này em đang để với giá là 200.000 nha anh em, bộ mũi vít ha, 6 món. Anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại có trên tiêu đề đó, là mã số 8 ha. Ok, tiếp theo em qua mã số 9 luôn. Mã số 9 em giới thiệu một cái cán vít Canon. Đây là thương hiệu của Nhật nha nè. Rồi, cái này là cái cán vít đầu lục giác 6.25 cm ha nè. Rồi cái này thì nó em thấy là nó có để cái phần có vẻ phần có lực luôn ha. Rồi anh em xem đi, cái này thông số này em cũng không rõ cho lắm. Đấy, cái phần 300 này ha, là có lực luôn anh em xem ha, giúp em ha. Rồi ok, cái này em đang đi với giá là 250.000. Anh em mà có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại đấy, rồi em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo, qua Facebook anh em quan sát dễ hơn thì ủng hộ em luôn ha. Rồi cái này chiều dài là từ đầu này cho đến là hết cái phần cán là 13 cm ha, có cái phần cán lực này. Rồi cái phần cán này là 11 cm ha anh em. Rồi cái này em đang đưa với giá là 250.000. Anh em mà có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại có trên tiêu đề, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết ha. Rồi ok, bây giờ là mã số 9 rồi, em xem một mã số 10 luôn. Mã số 10 em giới thiệu một cái búa bi KTC. Một cái búa bi KTC ha. Rồi cái búa này có chiều dài là tổng chiều dài là tầm khoảng 32 cm ha anh em. 32 cm. Về búa này thì tổng cái búa này nặng khoảng là 0.8 kg. Đầu búa bi, cán là kim loại, bao tay là bao tay bằng cao su, còn rất là mềm nè, rất là đầm tay luôn ha, cầm rất là chắc tay luôn ha. Anh em dùng là thoải mái, không bị chai tay, không bị cứng tay nữa ha. Rồi một cái búa bi KTC có mã luôn ha, đầu búa này còn nguyên vẹn luôn nè ha, không có bị sức mẻ hay gì hết, đây thì nó chỉ bị rỉ thôi, không có vấn đề gì. Đầu bi vẫn còn nguyên, đầu bi vẫn còn nguyên luôn ha, cán là vẫn còn nguyên ha. Rồi cái này em đang đi với giá là 250.000 ha, một cái búa bi cán bọc cao su nặng 0.8 kg, nên là KTC là của Nhật nha anh em, 250.000. Anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em đấy, em sẽ gửi thông tin chi tiết qua. Thì trong trường hợp có thể là anh em sẽ gọi nó bị là máy bận hoặc là không liên lạc được, là do có thể là em đang có một cái cuộc gọi khác, cho nên là cố gắng anh em gọi lại thêm một cuộc nữa cho em giúp em nha.
Rồi ok, đây là mã số 10, 250.000 một cây búa bi KTC. Tiếp theo em qua mã số 11. Mã số 11 là một cây búa rồng hổ ha. Đây là cây búa nổi nha anh em, cái hình rồng hổ ha. Được này nè. Được chạm nổi ha, không phải chìm nha. Nè. Rồi anh em xem rõ. À, rồi hai mặt ha. Rồi, cái này thì cán gỗ luôn. Rồi, chiều dài là tầm khoảng 27 cm. 27 cm từ đầu búa cho tới hết phần cán luôn. Rồi cái này là nặng 0.3 kg, bao gồm cả đầu búa và cán búa luôn. Đây là búa, này là búa của Nhật ha. Đầu búa là vẫn còn nguyên vẹn này. Không vấn đề gì hết ha. Rồi, có một số điểm nó hơi bị chạy xước thôi, không có vấn đề gì luôn. Cái này em đang đi với giá là 500.000. Anh em nào có nhu cầu sử dụng hoặc là sưu tầm gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại có trên tiêu đề á, là mã số 11, một cái búa rồng hổ ha của Nhật, một mặt rồng và mặt hổ. Mặt này mặt rồng ha anh em. Rồi, mặt này là mặt hổ ha. Rồi ok, tiếp theo em qua mã số 12. Mã số 12 là một cây cưa gập hiệu của hãng Gomboy, này là của Nhật nha anh em. Rồi, cái này thì về hình thức thì nó có một số điểm reset thôi, nhưng mà về kết cấu là vẫn đảm bảo được ha, lưỡi cưa về các răng là còn nguyên ha, không có vấn đề gì hết ha, còn rất là sắc bén luôn, anh em cắt thoải mái vô tư ha. Hãng Gomboy nha anh em. Đây là một thương hiệu của Nhật ha. Cán là cán cao su, được bọc cao su luôn. Cao su này là cao su mềm, anh em cầm rất là bám tay và chắc tay ha, không bị trượt ha. Rất là mềm, rất đầm tay luôn nè, anh em dùng cầm rất là sướng luôn. Rồi, cái này thì mà tổng chiều dài của này khi mở ra bao gồm lưỡi và cán luôn á thì tầm khoảng là 44 cm. Rồi khi mà mình gặp lại á, khi mình gặp lại thì phần lưỡi với phần cán nằm trong á thì tầm khoảng là còn khoảng là 23 cm ha, tổng chiều dài ha anh em. Rồi cái này là mã số 12, em đang để với giá là 200.000. 200.000 ha. Ngồi tiếp đi không? Rất là đồng thanh đồng thủ, cầm rất là chắc chắn luôn. Rồi. Một cái cưa gập Gomboy hàng của Nhật, mã số 12, 200.000 ha cho cây này. Anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ha. Rồi, ok, bây giờ là mã số 12 rồi, em xin qua mã số 13 luôn. Mã số 13 là một cái cây cào cỏ của Nhật ha. Một cái cây cào cỏ này, chiều dài của tổng cây này thì từ đầu tới cuối là tầm khoảng 36 cm. Rồi cái phần lưỡi cao là tầm khoảng 11 đến 12 cm á. Rồi. Rồi, đây là cỏ bốn lưỡi cào ha. Cái này rất là dày ha, chắc chắn ha, cào vô tư thoải mái luôn. Không có sợ bị cong vên gì hết ha, không bị gãy luôn. Cái này em đang đi với giá là 150.000, mã số 13, một cây cao cỏ của Nhật. Anh em mà có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại. Rồi em sẽ gửi hình ảnh chi tiết ha. Rồi, cái vòi mỗi một cái lưỡi cao để em đo cho mình xem thử nha. Một cái lưỡi cao nó có một cạnh là tầm khoảng 7 ly. Cành này là 7 ly, coi như là nó gần như nó vuông ấy, rất là chắc chắn và cứng cáp, không có bị cong hay là vấn đề gì hết trong quá trình sử dụng ha. Rồi cái này em đang để với giá là 150.000, mã số 13. Anh em mà có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại á, có trên tiêu đề á. Rồi em sẽ gửi hình ảnh chi tiết ha. Rồi ok, em qua mã số 14. Mã số 14 là một cái cuốc thép. Thép này là thép trắng nha anh em. Một cái cuốc thép ha, thép này là thép trắng luôn ha. Rồi, một cái cuốc thép của Nhật. Cái này thì chiều dài là cũng là 36 cm. Rồi cái phần lưỡi cuốc là cũng tầm 11-12 cm vậy ha. Thì cái này nó cũng như tương đương với lại cái cào cỏ lúc nãy á. Rồi cái phần lưỡi này bề bản của nó là tầm khoảng là 70 ha, 70 ha anh em. Rồi cái này thì em đang để với giá là 200.000 ha, một cái cuốc thép trắng của Nhật.
Rồi, có kích thước là dài 36-37cm ha. Rồi, một cái lưỡi thì tầm khoảng 11-12. Rồi, chiều này thì tầm khoảng 70 ha anh em. Rồi, cái này thì em đang đi với giá là 200.000. Anh em mà có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại có trên tiêu đề đó. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết anh em xem đúng nhu cầu sử dụng của mình thì ủng hộ em luôn ha. Rồi, ok, em qua mã tiếp theo ha. Đây là mã số 14 rồi. Qua mã tiếp theo là mã số 15. Mã số 15 là một cây dao rừng. Một cây dao rừng ha. Một cái dao rừng này, đây là cũng là của Nhật luôn ha. Một cái dao rừng của Nhật. Rồi, cái này thì chiều dài cả phần lưỡi và phần cán á, là rơi vào tầm khoảng 33cm. Đấy, còn phần lưỡi sử dụng được á, là 18cm. Ở đây có để số luôn nè. Ha. Rồi, ok. Thì cái này em đang để với giá là 350.000. 350.000 nha anh em. Rồi, cái bề sóng này á, thì bề dày của cái bề sóng này là tầm khoảng 6 ly nha anh em. Chỉ là 6 ly ha. Rồi, cái mặt này này em không biết tên nó kêu mình phải gọi là như thế nào nữa. Cái mặt này thì em đo cho anh em xem là tầm khoảng là 34 ly ha. Rồi, ok, cái này em đang để với giá là 350.000. Cái này là còn khá là mới này, còn nguyên là tem luôn nè. Anh em về để nguyên đây vẫn dùng được luôn, hoặc là muốn ok hơn nữa thì anh em có thể mài lại phần lưỡi ha. Chứ em thấy đây là thấy còn rất là sắc bén rồi ha. Cái này em đang để với giá là 350.000, một dao rừng của Nhật nha, mã số 15 nha anh em. Anh em mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, em sẽ gửi thông tin chi tiết ha. Rồi, em cũng xin nhắc lại về vấn đề mà ship gửi ngân hàng thì bên em có nhiều chính sách như thế này. Anh em mà mua hàng mà gửi chuyển khoản trước cho em á, cộng thêm 10.000 nữa đối với những món hàng nhỏ thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình luôn. Hoặc là anh em mua hai món hàng thì em cũng vẫn hỗ trợ tiền ship luôn, không cần phải thêm 10.000, 20.000 gì nữa cả. Và bên em vẫn có cái chính sách là gửi hàng, nhận hàng và thanh toán là ship code á, hoặc là còn gọi là COD á. Thì anh em đặt hàng thì em sẽ gửi đúng địa chỉ ha, đến nhà của mình luôn ha. Mình nhận hàng và thanh toán tiền hàng cộng tiền ship cho bên nhà vận chuyển ha. Rồi, ok, tiếp theo là em giới thiệu một cái kìm điện của Mary. Kìm này em đặt là mã số 2. Có kìm điện Mary số 2 ha, là mã 16. Một cái kìm này là size to ha. Cái này, cái kìm này chiều dài là 22-23cm ha, tương đương với tầm khoảng 9 inch ha anh em. Rồi, cái này thì về miệng mà ha, miệng của cái kìm thì còn rất là sáng mới ha. Có một số điểm thì nó hơi bị chày nhẹ thôi. Bị chày nhẹ thôi chứ không có vấn đề gì cả. Coi như là miệng răng này cũng coi như là cũng còn khoảng 80-90% ha anh em. Đấy. Rồi, cái phần cắt, lưỡi cắt là vẫn còn nguyên luôn, không có bị nứt nẻ, sứt gãy gì hết ha. Kết cấu của toàn bộ thân thể là vẫn còn nguyên, không hàn, không chấp, không vá nha anh em. Bao tay là vẫn còn nguyên, không bị nứt gãy ha. Còn mềm, rất là mềm luôn, cầm rất là bám tay, chắc tay ha. Anh em dùng thoải mái, vô tư luôn ha. Rồi, nhẹ nhàng ha. Cái kìm này em đang đem với giá là 250.000, một cái kìm điện Mary 2 ha, mã số 16, dài 22.5cm hoặc 23cm đó, là tương đối 9 inch đó. Cái này em đang với giá là 250.000. Anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ với em ha. Rồi, ok, tiếp theo qua mã số 17. 17 là một cái kìm Mary nữa, nhưng mà cái kìm này có kích thước nhỏ hơn ha. Kích thước nhỏ hơn, cái này là tổng chiều dài là tầm khoảng là 19cm ha. 8 inch đấy, 19cm ha. Mary nha anh em. Rồi, cái này về bao tay ha, vẫn còn nguyên ha, cũng không có vấn đề gì hết ha anh em. Rồi, cái này là hàng của Saban, hàng của Nhật nha anh em. Rồi ha, Mary ha. Rồi, về thiết kế hình thù nè, vẫn còn sáng bóng nguyên vẹn, không bị sứt mẻ nứt gãy gì hết. Anh em về dùng là vô tư. Thì cái này thì nó có miệng thì nó hơi bị cắn mớp tí xíu ha. Thì đây để cho anh em xem rõ luôn. Đấy, thì tình trạng thực tế của nó là như vậy. Đó, miệng mồm nó bị sức mẻ tí xíu thôi, nhưng mà không có vấn đề gì hết anh em. Rồi, cái này thì em đang để với giá là 200.000. Thì do cái này nó hơi bị mớp tí xíu thôi, cho nên lần này em hỗ trợ tiền ship cho mình luôn anh em. Một cái kìm điện Mary mã số 17 ha, dài 19.5cm ha. Rồi, này của Nhật nha anh em.
Cái này em đang đấu giá 200 nghìn thì do nó bị cắn móp tí xíu thôi cho nên là em hỗ trợ tiền ship cho mình luôn ha. Rồi ok, tiếp theo qua mã số 18 luôn. Mã số 18 là một kìm cắt của Fujiza. Một kìm cắt của Fujiza, hàng còn rất là mới luôn ha. Hàng mới á, coi như là không phải là hàng mới mà còn trạng thái còn như gần như mới thôi chứ không làm mới được. Thì cái này là hàng của Fujiza Made in Japan nha anh em. Rồi bao tay là vẫn còn nguyên nè ha, không có bị sứt mẻ nứt kể gì hết á. Về cái kìm cũng vậy, đầu kìm cũng vậy. Thì cái này thì chiều dài là tầm khoảng 19 nhân đây ha, cũng như 8 inch nè ha. Rồi cái này thì về miệng lưỡi á, vẫn còn nguyên, không bị mẻ ha. Rồi cái này em đang để với giá là 250.000, dài 19-20cm gì đó. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với em ha. Cái kia mà còn khá là mới luôn, Fujiza của Nhật ha. Em đang để với giá là 250.000 nha. Rồi ok, đây là mã số 18. Em sẽ còn mã số 19 luôn ha. Mã số 19 là một cái cần lắc KTC với đầu kết nối với khẩu là size là 1/2, là 12.7mm ha anh em. Cần lắc KTC Kyoto Tun Hasio ha. Này là của Nhật nha anh em. Ha. Rồi cái này là nước si là vẫn còn nguyên này, còn rất là đẹp luôn ha. Về lưng cạnh là sau bụng ha là vẫn còn nguyên ha. Không có bị bong chóc gì hết, không bị sứt mẻ nứt gãy gì hết, không hàn, không chấp, không vá, anh em về dùng luôn, không phải làm gì nữa hết, thoải mái vô tư ha. Rồi đảo chiều còn rất là trơn tru nè, rất là đanh ha. Đấy thì ha, về găng là vẫn còn nguyên ha, đảm bảo là không bị gãy một mắt một găng nào. Chiều ngược lại cũng vậy, chiều mở ra tháo siết vào thì mở ra cũng vậy. Đây là còn nguyên siêu ốc luôn ha, chưa áo này chưa mở chưa sửa luôn nha anh em. Về bi khóa khẩu vẫn còn hoạt động trơn tru, không có vấn đề gì luôn ha anh em. Nhún nhảy là còn ngon lành luôn. Đây là nảnh tổng thể, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ với em. Đây là một càng lắc KTC một đầu 1/2, giá em đang để là 300.000, mã số 19. Anh em có nhu cầu sử dụng mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em có trên tiêu đề. Rồi ok, em qua tiếp theo là mã số 20 là một cái mỏ lớp nhôm. Một mỏ lớp nhôm thương hiệu là Top ha. Một thương hiệu Top mà là cũng là đây là phần mỏ lớp nhôm aluminium ha. Top ha. Tại vì cái này là hàng của Nhật nha anh em. Hàng của Nhật ha. Rồi cái này là tổng chiều dài là tổng chiều dài là 24cm ha anh em. 24cm. Về miệng mở đây là sử dụng là từ 16 ly cho tới 65mm. Đây là theo thông số. Nhưng mà khi mà em đo thực tế trên cái này á thì tầm khoảng là 16 đây ha. 16 rồi, thì em mở tối đa. Khi em mở tối đa của cái này ra thì mở tới nút kịch sàn luôn á, mức tối đa luôn á là nó lớn hơn 65. Có thể lên tới 70. Đấy thì trong quá trình sử dụng thì anh em có thể đôi khi là một cái tình huống nào đó thì đôi khi mới dùng tới 70, nhưng mà để cứng cáp nhất thì anh em dùng ở mức 65 là ok nhất ha. Rồi ok, cái này em đang để với giá là 250.000, một cái mỏ LED full nhôm, mà tất cả đều nhôm hết, nhưng mà có chốt là chốt thép nha anh em, chốt điều chỉnh nè. Còn mượt mà trơn tru ha, không vấn đề gì hết, không có bị mà sượng hay là kẹt cứng gì hết ha. Rồi cái này em đang đưa với giá là 250.000, một cái mỏ lết top ha, bằng nhôm ha, dài là 24cm anh em. Rồi ok, đây mã số 20 là 250.000. Rồi ok, tiếp theo là qua mã số 21 luôn ha. Thì em cũng xin nhắc lại về vấn đề mà ship gửi nhãn hàng á, những cái món hàng nhỏ anh em mua hàng chuyển khoản trước cho em cộng thêm 10.000 nữa thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình luôn. Hoặc là anh em mua hai món nhỏ thì em cũng hỗ trợ tiền ship cho mình luôn, không cần phải thêm 10.000 20.000 gì nữa cả. Và những cái món lớn hơn thì anh em nhận hàng và nhận hàng thanh toán luôn cũng được nè, hoặc là anh em chuyển khoản trước cũng được, nhưng mà hỗ trợ tiền ship giúp em ha. Thì em vẫn có cái chính sách là
nhận hàng và thanh toán này, là gọi là ship code đó, hoặc có những anh còn gọi là COD á. Thì anh em mà cứ có nhu cầu thì cứ liên hệ với em, gửi thông tin số điện thoại gì đó em sẽ gửi đến tận nhà luôn ha. Anh em chỉ cần lúc nhận hàng thì anh em chỉ cần thanh toán tiền hàng cộng thêm tiền ship cho nhà vận chuyển ra được ha anh em. Rồi ok, tiếp theo thì em qua mã số 21, một cái Tuvit Gigit. Một Tuvit Gigit, hàng này là của Mỹ nha, thì Gigit mà. Hàng của Mỹ thì cái đầu này nó sẽ có tổng cộng là 4 đầu vít khác nhau. À, 4 đầu vít khác nhau, mình có thể đổi đầu được luôn ha. Đấy. Rồi, thì mỗi một cái đầu mình sẽ có là 2 đầu vít bên trong nữa. Thì đầu này á là đầu BH2 và đầu vít dẹp là đầu phần kích thước là 9/32 ha. 9/32 tương đương với bao nhiêu ly đây ta? À, tầm khoảng 7 ly ha. 9/32 khoảng 7 ly ha. Đây là một đầu của bộ phận của vít ha. Đầu còn lại thì cũng có 2 cái đầu vít nữa. Rồi, đầu vít đây thì nó có là cái kích thước như thế này. Đầu vít dẹp á là 3/16. 3/16 thì cũng tương đương với lại hệ cm thì tầm khoảng 4.6 4.7 ha. 4.7 mm ha anh em. Rồi. Cái đầu vít còn lại thì cái đầu vít này là vít bake là mã là BH1 nha anh em. Rồi, cái này thì em đang để với giá là 200.000. Cái này chưa bao gồm tiền ship nha anh em. À, 200.000 nha. Về sử dụng rất là mượt mà ha. Về cái đặc biệt là cái cán này được bọc bằng cao su ha. Rất là mềm luôn, cầm rất là bám tay và cái kích thước nó to này, anh em cầm rất là chắc chắn luôn ha. Vặn rồi dễ dàng ha, nên không có bị trơn trượt hết. Này là cao su rất là mềm luôn ha. Rồi cái này em đang để với giá là 200.000 ha, chưa bao gồm tiền ship nha anh em. Mã số 21, một vít Gigit của Mỹ. 4 đầu vít cán cao su ha. Dài tổng thể á thì tính luôn đầu vít á tầm khoảng 19 đến 20 cm. Rồi, ok, cái này anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ha. Rồi em sẽ gửi thông tin chi tiết hình ảnh. Đây cái đầu vít này đầu vít nó có 2 đầu khác nhau. Đầu này thì cái đầu lục giác đầu vít là bên này là cái đầu cái kích thước là 6.25 cm. Cho nên là anh em có thể thay thế những cái đầu vít khác luôn vẫn được ha anh em. Rồi ok. Rồi cái này em đang với giá là 200.000 ha. Rồi ok. Cái này là em chưa bao gồm tiền ship nha. Mã số 21. Rồi ok, em tiếp theo qua mã số 22 luôn ha. Mã số 22 là một cái chỉnh cưa ha, một cái chỉnh cưa của Showmax. Một cái chỉnh cưa thì rồi cái này thì chiều dài của nguyên phần cán tới phần mũi luôn thì tầm khoảng 18 cm. Rồi cái này nó có nhiều cái kích thước chỉnh khác nhau. Trong đây thì thông số để trên đây thôi, nhưng em cũng không có rành về chỗ này cho lắm. Đây là hàng Showmax ha. Mã sản phẩm là 250 ha. Có nhiều cái kích thước khác nhau. Dầu 12, 18, 7. Năm sáu ha. Rồi cái này thì anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em đi ha. Cái này em thì cũng không có rành về cái này cho lắm ha. Rồi cái này thì về thiết kế tổng thể là vẫn còn nguyên vẹn ha, không có bị nứt kẽ hay chấp phá hàng gì hết. Có một số điểm thì nó bị chấp nước sơn tí xíu thôi, bong một xíu thôi, nhưng mà không có vấn đề gì hết. Anh em về dùng là thoải mái vô tư ha. Cái này em đang đi với giá là 250.000. Một cái chỉnh cưa Showmax của Nhật và mã số là 22 ha. Rồi ok, tiếp theo cho qua mã số 23 luôn ha anh em. Mã số 23 là một cái bấm cót hiệu Rotter ha, một cái con tôm ấy. Rồi cái này là cũng của Nhật luôn nha anh em. Mà đây hình thù của nó, đây về thiết kế vẫn còn nguyên vẹn, không bị nứt gãy chấp phá, không hàng gì hết. Anh em về là dùng ngay luôn, không có phần làm gì nữa cả.
Rồi, cái này thì em đang để với giá là 300.000 ha, một cái đầu bấm cót Lobster của Nhật nha anh em. Có 4 đầu luôn ha. Rồi 1 2 3 4 ha. Rồi cái này thì cái này là ký hiệu, là ký hiệu là bằng tiếng Nhật, em cũng không có biết luôn. Nên nếu mà cái này anh em mà có nhu cầu á thì cứ liên hệ với em sẽ dịch mấy cái này ra được bằng Google, người ta nó có cái công cụ dịch mấy cái chữ này ra được đó. Nên là chắc có hôm sau, nếu mà những video hôm sau chắc em phải dịch ra để lên video trình bày cho anh em nắm luôn, cho nó dễ xem luôn, cho nó dễ ha. Rồi cái này không, vẫn còn nguyên ha. Về cái nước thế là vẫn còn nguyên này, không có vấn đề gì hết. Về bao tay này ha, vẫn còn nguyên vẹn, không bị nứt gãy hết, còn rất là mềm luôn, rất là bám tay luôn. Rồi cái này em đang để với giá là 300.000, một cái mỏ lớp Lobster của Nhật, 4 đầu cót. Chiều dài của thằng này thì tầm khoảng là 28 ha, 28 cm. Cái này là mã số 23, 300.000. Anh em mà có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại, em sẽ gửi thông tin chi tiết qua Zalo, qua Facebook. Nếu lỡ như anh em có gọi một cái cuộc gọi nào đó mà nó bị máy bận này, hoặc là bị không liên lạc được ấy, thì chắc là lúc đó em đang nghe một cuộc gọi khác thôi. Rồi anh em cố gắng gọi lại giúp em thêm một cuộc tiếp theo với em ha. Rồi ok, tiếp theo là em giới thiệu mã số 24 luôn. Mã số 24 là một cái kìm bấm hiệu Aigo của Nhật. Đây là size là 10 inch nha anh em. 10 inch ha. Rồi 10 inch, một hãng Aigo của Nhật nha anh em. Rồi cái này thì chiều dài thì 10 inch rồi thì tầm khoảng 23-24 cm á. Tầm khoảng 23 cm nha anh em. Rồi cái này thì em đang để với giá là 450.000 nha anh em ha. Rồi cái này thì về găng răng cỏ miệng mồm ha, thì vẫn còn nguyên vẹn, không có bị gì hết ha. Có một số điểm thì nó hơi bị chạy xíu thôi. Anh em về dùng là vô tư thoải mái. Rồi không có vấn đề gì ha. Thôi đặt khi mà kiểu là rất là chuẩn ha anh em. Rồi cái này em đang để với giá là 450.000 ha anh em ha. Còn rất là sáng luôn nè ha, nước xi đồ vẫn còn nguyên. Thì có một cái số điểm này nó bị rỉ bông lên tí xíu thôi, anh em về vệ sinh lại là vào dùng vô tư, không vấn đề gì hết. Các ốc kết nối đó là vẫn còn nguyên vẹn này, không có bị gì hết ha, không hàng, không chắc, không vá gì luôn. Anh em về dùng vô tư, 450.000 cho một cái cọ, một cái kèm bấm Aigo 10 inch của Nhật. Rồi tiếp theo em qua mã số 25. Mã số 25 là một cái mỏ lết răng của Lobster, cũng là một con tôm luôn. Cái này thì nó chiều dài của cái mỏ lết răng này á thì tầm khoảng là 40 cm nha anh em. 40, nhưng mà trên thông số này em thấy là để 450 luôn nè ha. Này anh em đây hiệu của nó ha, con tôm nha anh em. Rồi cái này là full thép nha, cán thép nha, rồi răng thép nha, chốt thép nha. Rồi còn khá là mới luôn nè, nước sơn là vẫn còn nguyên cái nước sơn zin của nó luôn. Thì có một số điểm nó bị cắn ở đâu thì nó bị chắp sơn thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Còn về hình thể tổng thể là vẫn còn nguyên vẹn, không nứt gãy, không hàn, không chắp, không vá ha, vẫn còn nguyên về kết cấu luôn. Anh em về dùng là vô tư thoải mái, đúng kỹ thuật của nó đưa ra luôn ha. Rồi cái này thì nó sẽ có hàm có thể mở được tối đa là 9.5 cm nha anh em. Cái này em có đo trước rồi á, mở tối đa tới nắp cuối ha là 9.5 cm. Thì trong cái trường hợp mà anh em mà vô tình gửi cái trường hợp nào đó phải dùng maximum 9.5 cm ha. Thì trong đây nó sẽ có nhiều cái hệ, cái này hệ này là hệ của in á, có nhiều kích thước mở khác nhau. Ở đây là nó có 2 1/2 này,
thì cái thông số này cũng chưa rõ cho lắm. Rồi 2 nữa, rồi 1/2, rồi 1/4, 1/2, 3/4, 3/4. Cái số này thì em cũng không rõ cho lắm ha. Về răng đây, răng này vẫn còn nguyên vẹn, không bị sứt mẻ nứt gãy gì hết anh em, còn rất là trẻ luôn. Đấy, rồi răng hai mặt luôn vẫn còn nguyên ha. Cái này là full thép nha anh em, rất là chắc chắn, và chốt khóa này vẫn còn ha, hoạt động chôn chôn ngon lành, không bị mà chốt kẹt kẹt cứng nha, vẫn rất là thoải mái vô tư. Cái này là nặng thế, tổng cân nặng là 2,4 kg. Hàng lớp tôi của Nhật, em đang để với giá là 450.000 ha, 450.000 nha anh em cái mỗi lớp. Rồi ok, đây là mã số 25. Anh em có nhu cầu sử dụng cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn ha. Rồi tiếp theo thì cái món cuối cùng em giới thiệu một cái thùng đồ nghề của Nhật. Một cái thùng đồ nghề của Nhật. Thì cô hãng này là hãng sản xuất đây. Hãng sản xuất là hãng Ton nha anh em. Nặng 4,4 kg. Nặng 4,4 kg. Thì cái này thì nó có kích thước là khi em đo mặt ngoài nha, bên trong thì em hơi khó đâu, tại em đang cầm máy quay nữa. Rồi mặt ngoài tổng chiều dài tầm 22 cm. Đây, chiều cao vị trí cao nhất là tầm khoảng 18 cm nha anh em. Rồi đó là phần chiều rộng và chiều cao. Còn chiều dài của thùng thì tầm khoảng là 42 cm nha anh em. Cái này em đang để với giá là 500.000 ha. Đây, nó có khá là nhiều ngăn luôn, anh em mới để những cái đồ nhỏ linh tinh hay gì đó ở trên ngăn này, còn để đồ to hơn vẫn được, không có vấn đề gì hết. Cái này là mã số 26, trong đồ nghề mã số 26 của Nhật, hãng Ton nha anh em. Rồi, em đang để với giá là 500.000. Cái này là chưa có tiền ship nha anh em. Anh em mua hàng thì cộng thêm tiền ship cho em ha. Rồi, đây là hình ảnh tổng thể của nó. Thiết kế là vẫn còn nguyên, không có vấn đề nhất, không nứt gãy, không sứt mẻ, không hàn, không chấp, không vá. Anh em mua về là dùng ngay, không vấn đề gì hết. Rồi rất là nặng, 4,4 kg luôn. Rồi, cái này em đang để với giá là 500.000 ha. Ok, anh em có nhu cầu sử dụng cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại, em sẽ gửi thông tin chi tiết hơn từng món hàng luôn. Anh em nào cần món nào thì sẽ gửi món đấy luôn ha. Rồi ok, thì hôm nay thì cũng đã giới thiệu cũng sơ qua cũng 26 món rồi. Thì bao gồm các gọi là kìm, rồi cần lắc, rồi mỏ lết, rồi các loại dụng cụ bonsai, rồi búa, rồi mỏ lết, thùng đồ nghề đó ha. Anh em có nhu cầu sử dụng về cái món nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại, em sẽ gửi thông tin chi tiết cho mình qua Zalo, qua Facebook, anh em dễ quan sát hơn. Đúng nhu cầu sử dụng của mình thì ủng hộ em luôn. Thì trong trường hợp anh em gọi á, thì có thể là trong cái lúc đó em đang có một cuộc gọi khác á, thì nó sẽ báo mình là cuộc máy bận này, hoặc là không liên lạc được gì đấy, thì anh em cố gắng gọi thêm lại một cuộc sau đó clip em ha, cho nó dễ nha anh em. Rồi về nhắn tiền mà ship gửi ngân hàng thì bên em có chính sách như thế này, anh em mà mua hàng thì em sẽ, trường hợp mà anh em mà chuyển khoản trước cho em mà cộng thêm 10.000 đối với những món nhỏ thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình luôn, hoặc là anh em mà mua hai món nhỏ thì em cũng hỗ trợ tiền ship cho mình luôn. Thì cái trường hợp hai món thì không cần phải thêm 10.000 20.000 nữa cả. Thì ngoài ra thì bên em có cái chính sách là gửi hàng ha, anh em mà nhận hàng mới thanh toán luôn, và gọi là ship code hoặc ship COD đó. Thì khi mà nhận hàng rồi, anh em sẽ kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền hàng và tiền vận chuyển cho bên nhà vận chuyển là được ha nha. Thì về vận chuyển á, thì bên em sẽ chọn cái hình thức vận chuyển nhanh nhất của bên nhà vận chuyển cho anh em nhận hàng trong thời gian sớm nhất ha. Rồi ok, thì cũng thời gian nó cũng đã dài rồi, thì em cũng xin kết thúc một video ngay tại đây ha. Rồi ok, chúc anh em nhiều sức khỏe và thành công hơn nha. Rồi chào tạm biệt.